Chào các bạn, hôm nay VTT Team sẽ review về hai dòng bắn mà VTT Team mang về Việt Nam. Đây là dòng bắn cung căng gỗ và đây là dòng bắn cung căng được kim cung hát. Về bàn gỗ thì mặt bán được thiết kế với gỗ F7 tấm với chất lượng thiết kế đẹp và chất lượng gia công khá là tốt. Còn đối với bán được kim thì được sử dụng chất liệu tương tự như OG, có độ bền cao và ổn định khi tập luyện. Đối với cả hai dòng bán thì đều được trang bị khung hát có độ bền cao và khá là dày dặn. Còn đối với trục thì chúng mình sử dụng trục có rãnh xoắn ốc thì sẽ hạn chế được rất nhiều việc khi bị pét mất hai đầu khi mà chúng ta tháo lắp thường xuyên, rất dễ dàng. Đối với cả hai dòng bán thì VTT Team đều trang bị cho các bạn sở hữu bánh Pirai 4 màu. Còn đối với vòng bi thì sử dụng vòng bi Outdoor bảng. Về phụ kiện bo bán thì VTT Team trang bị cho các bạn, đây là bo gỗ và đây là bo kim. Hai loại bo này đều là bo cứng có độ bền khá cao khi các bạn tập luyện. Bây giờ chúng mình sẽ test cho các bạn về khung ván. Ván bi khá là thẳng. Hiện tại, VTT Team là đơn vị phân phối độc quyền và chính hãng dòng bán này tại Việt Nam.